God damn it! Whoa! Wow! Này, cái rừng hương đấy á, lên nuôi con chó mà sáng thấy là rừng nó mới nấu thịt rượu gỗ mà đốt, đưa lửa đốt mà cháy, mà rừng nó bắt con chó ra đây, rồi chó uống, tối mình ngực biến đó, thầy chó sủa mình, đem cái chó ông hương á, anh im. Là đúng là tan thắng mà đi thì chó chọn rìu vô vô anh không biết cầu không biết chứ chó chọn rìu nên cũng cũng khác chứ là người người mà mình bả quái là tình mà ông ấy là chó chọn rìu sau đó nói là bị đếm á thả với đếm cái là chuột chuột mình mò ra cái là không không sọt được cỏ không sọt con mô bắt được hết con chó tỉnh nó được đó mà có mùi rượu là hắn tỉnh cực kỳ luôn cho nên là khi đem là tình hình thì cái trôi để về bàn về ba là chắc chắn là khi trái rượu thuộc mà bà quá ba nậu cho tối đó thì sẽ tập cho con chó uống để mà hắn bảo vệ cái tài sản của mình từ ở trong vườn bồ nhà cho nên chó uống cái chuẩn tỉnh táo ông có phân tích cũng đúng con người tỉnh táo cùng máy nhớ rượu thế nổi vào vừa không ạ à? Nổi mức đồ với nổi làm rớt không nổi nhưng mà phải nổi đúng nổi chúng biết chứ nổi đúng con người có bình thường mà nổi kiểu nước tư chứ ở đây hải phần đời người đấy chứa ngay ai nổi là đứa cho chọn rượu dư vì thầy ông là một thế đúng rồi hết là cùng đồng vật như người người ta lý lại đó luôn nghe mà bật cười cũng về hành lắm với những loại thành cùng đồng vật đâu ầm đâu thành đồng vật như con người ta như thành đồng vật ta là đồng vật cấp cáo thảo thật hai tôi là động vật thần cho mà đi này ừ ra mồm ông ở cái giống theo tổ nước ngoài mà tổ nước ngoài khốn hơn người một cái tích tăng như con người luôn cái tổ Việt Nam là tổ Việt Nam nha chứ học không chuyện gì nữa đúng học là đúng là tổ của ông á con chó của ông á là cùng thôi không nói chó ai nữa con chó lái thật chưa đi nếu mà chó đều thuộc cỏ của ta cùng cứ tôi mở ra ông mà cỡ đi hay ra mồm ông rượu con người uống rượu là không tỉnh táo với gì cầm càn lung tung tôi lại chắc không biết nữa đứng chân chợ cũng nữa uống rượu vô la dài ra cho nên là hắn cảnh cho cái đấy ông mà ra đây nhưng từ cái chuyện đến đây tôi không đồng hành với ông ạ không được rồi nhưng mà tôi nói này nổi mái nói ngơ ngớ con người cùng vậy thôi con chó cùng hứa nhưng mà có chó uống vừa là hắn tỉnh táo ừ, chứ mà mình mà uống nhiều thì đúng là bảy tổ răng cả chó cùng nữa nghèo nhóc chó nhiều là hắn mất tinh chó hắn mất tỉnh đi nhưng mà con người ta rồi uống quá là mất tinh người nhưng mà hắn mà uống quá là cũng mất tinh chó chứ thầy ống bình thường cũng bình thường ra ống từ công việc ống ăn một kém này kêu chi mỹ đó nghèo mất biệt có ích dụng cho chó đó lâm mỹ thì tập con rượu ra nè tập con rượu này mọi người ơi bây giờ nó là khủng hoảng phải học theo cái ông bên nhà đó là sẽ tập cho con chó của khủng hoảng là uống rượu à. đây là các bạn này đây ra đây này nha ghi chà mời bước đầu mới là thầy thích chưa hình đây ôi cha đừng để đi là thích bộ mè chứ gì để đây này khoan nó mô khoan gì trời đây này đó đó lấy đây đó nha đừng cho thằng ngồi đấy ngồi xuống đi để cho phần mình cho tá chặn cho hẳn mà mình đi ba quai mà hẳn nga rồi số mình bộ cái tật đấy nga rồi ngồi xuống đó ngồi rửa nha ngồi được nha đây mình cho chắc chắn không hình số mình bộ cái cũng nguy hiểm đó cũng bị chuyện mà với bắt đầu mở tập mà anh mà tập mà ngang hao cũng phải thấy cùng chết này thì phận khởi chứ là nhảy lung túng nữa
cha tội nè. Lên đi, lên đi. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống này, ngồi đó, ngồi đó, ngồi đi, đây, nhìn này, này, nhìn này nha, này, nhìn đây tao rọt, tao sẽ rọt 2 ly nha, mai 1 ly, 8 ly, bây giờ tao thử lại một cái rượu hồn, rượu bục lửa, nhưng mà tao phải tàn cái, này, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ui trời. Ngồi xuống quá. Ngồi. Ngồi xuống. Rửa, ngồi rửa. Uống rượu là phải ngay ngắn ngồi rửa nhanh nha. Này. Đây này. Mình đổ ở đâu mất chạm đâu này. Này. Nha. Đồng chạm này cậy chứ không là mất vệ sinh. Châu như là đó. May là một lý nè. Mà tao là lý nè. Chạm cậy. Trạng cho công bằng thôi. Trạng cho công bằng cái đó, cái đó. Bây giờ tao sẽ uống trước nha. Uống trước nha. Uống trước này. Một. Một. Rồi hai. Rồi nè, tao là uống rồi nè. Nhưng mà đến mai nha. Này. Uống này. Này, ngẩng lên. Uống này. Đập uống rượu này. Này, hạ mông. Hạ. Hạ. Ừ. Uống lên. Ghê. Nghiền dư đó. Này. Nghiền lại. Đó. Đó. Thấy chưa? Ghê. Đó. Uống chưa? Này. Này. Nghiền dư. Đừng lên trên đi này. Ngồi trên đi chứ. Đó, ngồi đó. Mày tập cho ít bữa thảo rồi nghiền đi chứ chi mà. Này, ngồi đây nè. Này, như không cần. Như uống cái này chứ không. Cái này là sợ đổ ra ngoài. Đổ ra ngoài như uống cái này. Này, hả mồm. Này. Này. Hả lên. Này. Yeah. Ít bữa để tao nghiền thấu cha. Tao không cho mi. Không cho mi nghiền mà. Này. Này. Chưa đi. Ít bữa để tao nghiền đấy chứ. Này. Ủa trời này. Này. Tập cái này vất vả đấy. Mịt bà sáu đấy. Này. Cha tôi anh điểm cái nạn vô hình mà được vài lý luôn đó. Quý vị ra cho anh hình mà được vài lý để đây. Đây. Đừng có đèn khí nghìn đó là ung tồn tạo hết đây. Không bị chuyển mà. Đây. Ra đây. Đây nha. Đó đi chơi thưa cô lè đó. Dân dân còn quen đây. Đây. Đây khoan. Khóa này, khóa này đây, này, 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 khóa này mô, khóa này nha, ngồi, cái này vất vả, dư chứ bà sáu mà nghiền ra thì đừng cuộn, quay cái này, này, mày nha, nha, mô, đi lên, đừng mô, này, được này, 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 thấy chưa? Hả, được thấy chưa? Khoan này, này, đất, uống đi, uống đi, đất, cha cha mày, trời. Wow, trời. Trời ơi, tôi đẹp rồi, kia ông bà phải không? Ra ngay người mà cái đôi chơi, trời ơi, tôi đã mấy anh chắc cảm gì, cảm ơn chứ.
Thôi là tại mà mối chưa? Chưa. Máy mà chưa. Máy mà chưa. Được rồi. Không thể nói ra. Mà sáu mà nghìn rượu thì chết cái tao nha. Quái chừng nha. Ông như thừa rồi thì có ái tập trổ rượu chứ. Yên đang mà yên. Bà sáu nghìn. Bà sáu mà nghìn rượu. Thế rồi có một không hai là ông. Anh chồng. Máy mà chừng nha. Quái chừng nha. Máy mà chưa cảm ơn đấy nha.